Trong video này thì Công sẽ giới thiệu tới các bạn một phần mềm sử dụng cho việc thu âm và biên tập tệp tin âm thanh các bạn đã thu âm một cách đơn giản và dễ sử dụng nhất. Chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu. Mình là Công, tới từ Review OS. Phần mềm mình muốn giới thiệu ở trong video này là iMyPhone VocBox. Với phần mềm này thì website có đưa ra là phần mềm ghi âm tốt nhất và hỗ trợ chỉnh sửa. Đấy, dễ dàng chỉnh sửa này, có cả multi-track này, có thể là nhập, sửa, chữa rồi là gộp nhiều tệp âm thanh với nhau này kia. Nghe rất là nhiều tính năng nhưng mà thực sự đây là phần mềm có giao diện vô cùng đơn giản. Và các bạn có thể tải về hoàn toàn miễn phí bằng việc bấm vào try it free. Tất nhiên đây là thử nó miễn phí, còn để sử dụng đầy đủ tính năng các bạn vẫn cần phải có chi phí nhá. Sau khi tải về xong thì bạn chỉ cần nhấn vào tệp cài đặt, sau đó bấm vào install để cài mà thôi. Các bước còn lại thì hoàn toàn là chờ đợi, không phải bấm gì cả. Và đây là giao diện phần mềm của chúng ta. Sau khi mà mình cài đặt xong, mình sẽ có phần voice record và phần audio edit. Với phần voice record này thì sẽ là nơi để mình thu âm lại. Và để thu âm thì cũng rất đơn giản, bạn nút trên màn hình không? Chỉ có một nút màu đỏ này thôi, bấm vào. Như thế này là đã bắt đầu thu âm rồi và tiếng của mình bây giờ các bạn nghe được là tiếng mình thu trực tiếp từ phần mềm của chúng ta, không phải là tiếng từ mic cài áo ở đây của mình nữa. Để thể hiện được cái điều đó mình sẽ... Đó, các bạn nghe êm ru không? Không hề bị tiếng cọc vào mic, bởi vì là mình thu bằng cái mic này cơ. Và khi thu âm bằng phần mềm này thì mình thấy rằng sẽ có một cái hay hơn so với phần mềm thu âm trực tiếp ở trên Windows. Đó là mình có một cái giao diện nó đơn giản. Và đồng thời là tiếng thu từ phần mềm này, sau khi mình đã nghe rất là kỹ hai phiên bản với nhau thì mình thấy rằng tiếng từ phần mềm này nó sẽ cho mình một cái gì đó nó ấm hơn và nó sẽ có phần chi tiết hơn. Chênh lệch khoảng tầm 10% so với việc mình sử dụng trực tiếp phần mềm từ Windows. Và kể cả những tiếng ồn ở xung quanh của mình thì có vẻ là phần mềm xử lý cũng sẽ mịn hơn một chút. Mình đã dừng tệp thu âm lại thì cũng chỉ bằng một thao tác đơn giản là bấm đúng một nút đỏ mà thôi, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Và sau khi mình dừng xong thì mình sẽ có một tệp nằm ngay phía dưới thế này. Như các bạn nhìn thấy là có file name này, có kích thước của tệp này, có độ dài, có ngày tháng và có những cái hành động bạn có thể dùng được, như là chúng ta có thể đổi tên, phát lại, vào cái thư mục đang lưu hay là các bạn xóa đi. Và cái sự đơn giản của phần mềm thể hiện ở chỗ là bạn muốn cài đặt cái gì thì ở trên giao diện này cũng đều có hết. Ví dụ như bạn muốn cài là âm thanh thu từ hệ thống và mic của bạn bao nhiêu phần trăm âm lượng với nhau thì bạn nhìn nhá, bấm cho mình vào cái loa ở phía dưới này. Bạn thấy ngay 50-50 không? 50 ở phía bên trái này là âm lượng từ hệ thống, từ loa của bạn. Ví dụ bạn muốn âm lượng này chỉ là 50% thôi thì để 50. Các bạn vừa bật YouTube, các bạn vừa thu âm, nó sẽ có tiếng cả hai luôn và mọi thứ là 50-50. Còn bạn muốn tiếng cái giọng của bạn to hơn thì bạn chỉnh ở cột bên phải là cột microphone. Ví dụ mình có thể để mức 80 này hay là 60 gì đó, nhưng nói chung là thường mình sẽ để 50-50. Tuy nhiên là lưu ý cho mình cái âm thanh hệ thống nó sẽ to nhỏ theo đúng cái âm lượng hệ thống của bạn luôn. Ví dụ bấm nút tăng giảm âm lượng thế này, bây giờ âm lượng hệ thống của mình đang là 100%. Nếu như các bạn giảm cái này về còn 50 thì âm lượng hệ thống cũng chỉ là 50% mà thôi. Và ngay ở bên cạnh sẽ là nút để lựa chọn tín hiệu đầu vào. Bạn có thể là chọn thu từ tất cả các thiết bị đang có ở trên máy tính, hay là chỉ thu ở trên microphone, hay là thu ở trên loa, và virtual device là thiết bị ảo. Ví dụ ở đây là mình đang sử dụng microphone để thu âm và mình không thích những cái âm thanh khác ở trong máy tính thì mình sẽ chọn là microphone. Và cuối cùng đó chính là nút hình tệp tin ở đây. Thì nhìn sơ sơ thôi các bạn đã đoán được rồi, nó chính là cái chúng ta lựa chọn cái tệp của chúng ta ghi ra sẽ có đuôi là gì. Mình đang lựa chọn đuôi là WAV, là đuôi wave. Cái đuôi này cho mình cái chất lượng âm thanh không nén và mình cảm thấy hài lòng với cái chất lượng wave nhất nên mình hay chọn. Còn nếu như bạn nào không cần chất lượng âm thanh cao như mình, các bạn chỉ cần một tệp âm thanh và có thể sử dụng được mức độ là khá thì bạn có thể chọn là MP3, nó sẽ tiết kiệm dung lượng lưu trữ cho bạn hơn. Còn AAC thì là cái mà mình ít sử dụng nhất, nói chung là sẽ có 3 đuôi để các bạn lựa chọn: MP3, AAC và wave. Bạn nào cần chất lượng cao thì chọn cho mình đuôi wave, còn nếu như bạn nào không cần chất lượng cao, bạn chọn cho mình MP3. Tiếp theo sẽ còn hai phần cài đặt nữa ở trong cái phần bánh răng của chúng ta nằm phía trên này. Khi bấm vào bạn sẽ lựa chọn được chất lượng thu âm là gì. Đầu tiên là phần sound quality thì mình đang để ở chế độ high quality, có nghĩa là chất lượng cao nhất, thu âm ở mức tối đa nhất và tất nhiên dung lượng tệp tin cũng rất là lớn. Nếu bạn muốn giảm chất lượng này lại để tệp tin bé hơn, đỡ tốn diện tích ổ nhớ của bạn hơn thì bạn có thể chọn là standard quality hoặc thấp nhất là mức normal quality. Còn ở phần file location phía dưới thì tất nhiên đây chính là nơi sẽ lưu tệp tin của bạn. Bạn muốn lưu ở đâu thì bạn lựa chọn ở đó. Ví dụ ở đây thì mình đang để mặc định đó là lưu ở trong user của mình, sau đó trong music, iMyPhone VocBox và trong recording. Để đổi được vị trí này thì bấm cho mình dấu 3 chấm ở đây nhá, sau đó lựa chọn cái folder của bạn và chọn select folder là xong. Và đó, như các bạn thấy là cái giao diện sử dụng của chúng ta nó rất là đơn giản. Mọi nút tùy chỉnh của bạn đều nằm ở trên cái giao diện này và bạn muốn gì thì bấm vào đó thôi. Bây giờ thì mình sẽ thu âm thêm một chút. Đây là đài tiếng nói Studio Review OS.
Đoạn vừa rồi mình cố tình là sai ở giữa như vậy để chúng ta thử xem là cách edit ở trên phần mềm này như thế nào. Mình sẽ vào phần Audio Edit để chúng ta bắt đầu chỉnh sửa tệp và chọn phần Add File. Sau đó mình sẽ lựa chọn cái tệp cần chỉnh sửa và chọn Open. Lúc này các bạn thấy ngay có sóng âm hiện ra ở trên màn hình và bạn muốn cắt cái phần nào đi thì chỉ cần đơn giản là các bạn lựa chọn cái khu vực đó bằng việc kéo nó vào. Ví dụ nhá, mình cắt cái phần này đi, đây là phần âm thanh thừa mình không cần thiết này. Mình kéo vào và chọn Delete ở đây là xong. Nó lập tức xóa cái phần sóng âm thừa đi. Và mình sẽ nghe thử lại để xem còn cần cắt gì hay không bằng việc bấm Play ở đây. Đây là đài tiếng nói Studio Review OS. Như vậy là vẫn còn một khoảng trống nữa nằm ở đoạn giữa, chúng ta cần phải cắt nó đi. Mình sẽ ấn Add Clip để mình lại tạo ra vùng xanh vừa rồi. Đấy, Add Clip vào. Sau đó mình sẽ lựa chọn khu vực cần xóa và chọn Delete. Các bạn thấy đơn giản không? Thao tác cắt rất là dễ luôn. Như mình nói ở đầu video là cái phần mềm này mọi thứ đều đơn giản, từ việc thu âm cho tới chỉnh sửa. Các bạn mua một phần mềm mà có tận hai thứ ở bên trong. Rồi bây giờ mình play lại nhá. Đây là đài tiếng nói Studio Review OS. Đoạn vừa rồi mình cố tình là sai ở giữa như vậy để... Ok chưa ạ? Và nếu như mình thấy rằng mình đã tìm được cái đoạn âm thanh mình muốn rồi, mình có thể là cắt toàn bộ phần âm thanh đó một cách nhanh chóng bằng việc chọn Add Clip. Sau đó ở đây mình sẽ lựa chọn khu vực âm thanh mình muốn lấy. Bạn cứ tưởng tượng cái phần Add Clip này nó như kiểu là một vùng chọn ấy. Bạn nhấn vào để tạo ra vùng chọn thôi. Đây mình sẽ chọn toàn bộ vùng âm thanh đúng của mình, ví dụ như thế này. Sau đó là mình chọn cắt ở đây để mình lấy mình cái phần âm thanh này và loại bỏ hai đầu đi. Đấy, tư duy cứ đơn giản một chút, muốn phần nào thì chọn phần đó, bạn muốn cắt nó hay bạn muốn xóa nó là theo ý của bạn. Và sau khi đã có được một phần âm thanh ưng ý rồi thì bạn chỉ cần bấm export ở đây để xuất nó ra. Chúng ta cũng lựa chọn cho mình là cái đường dẫn lưu này, nó sẽ nằm ở trong là iMyPhone Voxbox ở trong export. Phần file name này thì mình sẽ để ví dụ như là ghi âm thử nghiệm. Ở dưới các bạn sẽ có phần export format và ở ngay phía dưới sẽ là cái phần đuôi tệp của bạn là gì. Ở đây mình vẫn chọn đuôi wave nhé cho chất lượng nó cao. Confirm. Và bây giờ thì bấm confirm. Xong rồi đấy, nhanh không? Bấm một phát là xong luôn. Chúng ta cùng kiểm tra tệp tin. Vào trong music này, iMyPhone Voxbox này. Chọn phần export này. Đó, ghi âm thử nghiệm tệp vừa rồi của mình, nghe thử. Đây là đài tiếng nói Studio Review OS. Đoạn vừa rồi mình cố tình là sai ở giữa. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để sử dụng cái phần mềm này, từ việc làm sao để thu âm cho tới làm sao để chỉnh sửa tệp âm thanh của bạn. Những cái thao tác ở trên này phải nói là nó rất đơn giản. Và nếu như các bạn nào đang có nhu cầu trong việc thu âm, có thể thử ngay phần mềm này nhá. Đây là iMyPhone Voxbox. Nếu như các bạn cảm thấy ưng ý thì mới cần mua phần mềm. Còn nếu như chúng ta muốn dùng thử thì các bạn vẫn có thể dùng được tính năng Voice Record và thu âm những cái đoạn ghi âm ngắn dưới 1 phút. Đến đây thì mình sẽ kết thúc video và tất nhiên đường link tải phần mềm này thì mình cũng sẽ để ở phần mô tả của video cho các bạn tiện tham khảo. Nếu như bạn nào quan tâm thì đừng quên phần mô tả của mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video lần sau của Review OS. Nếu như các bạn còn thắc mắc gì thì cứ để ở phần bình luận mình sẽ giải đáp ở dưới đó nha.